Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với sự kiện Halloween lần này nha. Hôm nay là ngày cuối rồi. Mình cũng xài hết lượt luôn rồi. Mình sẽ mua thêm 10 lượt nữa. Ở nghịch ngợm, bạn nên chọn cái nào nhìn năng động và dễ thương hơn. Nghe cái tên mấy bạn đã biết quý tộc đơn là gì rồi ha. Ồ, chắc cái này. Và thích một cái này. Ngủ đông sắp đến. Chết trời, cái này mình bí. Ồ đúng luôn. Chắc là cái này. Tất nhiên là cái này. Hy vọng sẽ đủ tiền để đổi tiếp bộ 74. Sẽ đổi cái nón đi. Con mua nó sao? Giờ mình gần hết kim cương rồi. Còn bao nhiêu kim cương? Ok, mình sẽ thích lại. Nhìn cái nào năng động hơn? Chắc cái này. Nước bên rồi. Sao nữa sao? Nghe đúng rồi. Sao thanh lịch quá vậy? Hồi nãy mình bị năng lượng một lần rồi, bây giờ sẽ không có lần thứ hai đâu. Mình sẽ không muốn lỗi lần đầu hết tiền rồi.
Cái quần cái mùa làm gì? Chưa đủ. Không đủ. Sắp rồi cô lên. Yes. Kim cương của mình hết luôn. Chắc là sẽ giữ mình cái này. Ok, nhận lại. Tuyệt vời. Video tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.